truyền rằng ở trên giang hồ một bi kiếm võ công vang vòng mãi, thập đại phái bao nhiêu chí trai buôn ba khắp nơi để tìm bát mạch chân kinh lập danh. Nơi trường bạch tuyết rơi xa lành, nhiều hùng anh lang du để tìm kiếm mật đạo biên kinh bao khó khăn, tông kiếm hiểm nguy không sờn, kiếm tìm chân nguyên sung mạnh. Trong chân đã nổi lên dồn. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Mình lại tiếp tục review cho anh em về game Võ Lâm 1 Thiên Tuyệt Mobile. Thì ở clip lần này thì mình sẽ làm một cái buổi review, đó là nhận mốc thưởng 1.000 nhiệm vụ giã tẩu ở bên game Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile, thì xem là nó ra phần thưởng như thế nào nha anh em nhé. Thì nhiều anh em cũng chưa đạt được cái mốc đó là 1.000 nhiệm vụ giã tẩu ở cái game Thiên Tuyệt Mobile, thì có thể là xem qua cái clip này thì anh em sẽ biết được cái phần thưởng của nó là sẽ như thế nào, gian zoom ra như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là vào gặp ông giã tẩu và làm lốt nhiệm vụ mấy cái, sau đó là mình sẽ bắt đầu đi nhận thưởng anh em nhé. Thì như là mình còn mấy cái thôi. Ở đây nó bắt mình đi tìm nâng cấp XP lên là 2.400.000. Bây giờ mình sẽ đến Minh Nguyệt Trấn này, hẳn nốt cái Evan rồi nó sẽ lên thôi anh em. Anh em đang xem cái clip này của mình thì cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhá anh em nhá. Bây giờ mình sẽ ăn Evan này, ăn tầm 2 cái này, sau đó là mình sẽ đi trả nhiệm vụ rồi làm mấy cái nhiệm vụ nữa anh em ạ. Không biết là phần thưởng này nó sẽ ra tỷ lệ như thế nào ở mốc 1.000 như thế này anh em ạ. Còn mốc 1.500 thì nó sẽ ra là Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tùy Kinh anh em ạ. Anh em cố gắng làm lên cái mốc đó là 1.500 nhiệm vụ nhé. Và bây giờ mình sẽ này, ta đã hoàn thành nhiệm vụ này, tiếp đến là nó lại đi nâng cấp 1 tỷ IP, 1.000.000 IP nữa, mình lại phải chạy đến Minh Nguyệt Trấn anh em ạ. Mấy cái nhiệm vụ nâng cấp IP này thì nó đang trong cái giai đoạn có Evan thì chúng ta làm rất là dễ anh em ạ, không thì chúng ta phải lên trên quái thì một lúc là nó cũng đủ thôi, nhưng mà có cái Evan như thế này thì chúng ta chạy đi chạy lại, mất công chạy đi chạy lại để ăn cái IP thôi. Sau đó là mình sẽ nhận thưởng xem là nó ra phần thưởng như thế nào anh em ạ. Bây giờ mình sẽ hoàn thành này. Ngọc bội thời gian làm chậm, thời gian làm chậm 10 đến 20. Anh em thấy là mình đã làm được là 999 cái nhiệm vụ rồi, chỉ còn nốt cái cuối cùng này nữa là mình sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ thời gian làm chậm 20 để mình đi kiếm cái nốt cái vật phẩm này, sau đó là mình sẽ trả nhiệm vụ. Anh em chịu khó làm nhiệm vụ giã tẩu thì nó lên cấp rất là nhanh anh em ạ. Đây lốt cái này nữa đi, Hồng Phỉ Hộ Thần Phù à. Hồng Phỉ Hộ Thần Phù thì cái mốc này là mốc 1.000 này. Hy vọng nó sẽ ra cái áo nhu tình anh em ạ. Cần một cái áo nhu tình thôi là cũng có tiền để ăn Evan được. Giờ này đang nghèo anh em ạ. Hồng Phỉ Hộ Thần Phù đây. Mình sẽ trả này. Ờ chết bố, hết mất tiền vạn anh em ơi. Để mình rút cái tiền vạn cái. Nhắc lại anh em đang xem cái clip này của mình thì cho mình xin một nút like video và một nút đăng ký kênh nhá anh em nhá. Thì Evan này mình cũng muốn làm để cho anh em nào mà đang dự kiến là nhận phần thưởng 1.000 cái nhiệm vụ giã tẩu của game Thiên Tuyệt Mobile thì anh em có thể là cố gắng để làm để nhận thưởng cái mốc này. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong một ca nhiệm vụ, anh em thấy là 1.100 rồi. Bây giờ mình sẽ ấn vào phần thưởng này. Phần thưởng này thì anh em thấy là nó sẽ phần thưởng là 500 lần này, thì mình đã nhận rồi. Phần thưởng 1.000 lần, bây giờ mình bắt đầu nhận này, 2.000 lần và 3.000 lần, 4.000 lần. À tức là bây giờ nếu mà mình muốn nhận thưởng nữa là mình phải nhận, phải làm thêm một ca nhiệm vụ giã tẩu nữa thì khả năng là mình mới nhận được cái mốc 2.000 này anh em ạ.
Mốc 4.000 này thì hiện tại thì mốc 8.000 thì nó sẽ có cái đồ hoàng kim môn phái, nhưng mà khả năng thì rất là lâu anh em ơi. Khả năng là lâu lắm, bây giờ mình mới được có một ca nhiệm vụ. Và bây giờ mình sẽ nhận nhá anh em, xem nó ra cái gì. 1, 2, 3. Không biết là nó được cái gì đây anh em ạ, hồi hộp quá anh em ơi. Chúng ta sẽ đến gặp ông Sư Tăng này để đối thoại cái. Ngồi đây xem nó ra cái phần thưởng như thế nào anh em ạ. Tôi cũng đang rất là hồi hộp. Và anh em xem cũng đang rất là hồi hộp đúng không? Không biết là tôi sẽ mở được cái gì. 1, 2, 3. Ôi giời ơi là trời ơi. Bút hết cả đầu rồi anh em ạ. Dây chuyền hiệp cốt đa tinh hoàn. Thời gian trúng độc 25. Sinh lực 160. Ôi giời. Bó tay đúng không? Không được đồ ấn ba của anh A. Không được đồ chú tình rồi anh em ạ. Đấy là cái phần thưởng 1.000. 1.000 nhiệm vụ giá tẩu với cái game thi tiệp mobile. Thì anh em nào cố gắng làm xong cái mốc này thì anh em cứ đến đây và nhận thưởng thôi. Sao đâu nhận đó. Buồn quá anh em ạ. Người ta ra áo nhu tình của mình ra cái dây chuyền hiệp cốt đa tinh hoàn. Bó tay rồi. Chán quá anh em ơi. Lại còn thời gian trúng độc 25 nữa chứ. Rồi ok, mình xin phép là dừng video đây. Anh em thấy cái video này bổ ích thì cho mình xin một nút like và đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye anh em nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.